Rồi hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bản anh em ha. Rồi tiếp tục phục vụ cho anh em về đồ nghề nữa nè ha. Giá là chưa bao gồm cái vận chuyển nha anh em. Thì anh em mình mua hàng đơn 300.000 chuyển khoản đủ em bao ship nha. Còn những hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship giùm em. Rồi thì đầu tiên là một cái bộ chìa khóa này ha. Bộ này bán cho anh em là 300k nha. 300.000. Đây thì một cái mỏ lết. Mỏ lết xây 250 của Lotte nè, ngàm ok nha, không gơ lắc anh em. 19 22, cái này 14 14 17 17 19 nha, 17 19, 19 21, 12 14, 7 8, cái này 12 14 nữa nè, 11 13. Đó, một bộ anh em, hai mấy này nữa nè. 2 4 6 8 10 12 14 15 món nha. 15 món mã. Cái combo chìa khóa 300k. Rồi ba cây đục dẹp. Ba cây đục dẹp và một cái đo hơi của bánh xe nè. Bán anh em 150 nha. Nè, da băng anh em. Bên da băng đó. Đục dẹp bơm hơi 150. Rồi bán cho anh em một cái thùng đồ nghề này bán 550 nha. 550 anh em ha, cái thùng. Thùng này đẹp, bề ngang được 35 nè. Nó rộng 2 tấc nè. Trong này nó có đồ luôn anh em. Lục giác nè, chìa khóa vít. Đây, cái chìa đóng nè, chìa bá nè. Lấy dấu nè. Cây kèm nè, kèm plotter mới khen ha. Bên đây nó có dũa nè. Mấy ngóc ghim nè, đẹp nè. Này nó còn mấy cái đồ ngăn khuôn nữa nè. Rồi hộp này bán cho em là 550 anh em, thùng đồ nghề. À, thùng đựng đồ nghề 550. Ngoại hình đẹp, sắc luôn. Đây, anh em mua liên hệ em ha.